Nhiều người cứ nói rằng nếu mổ gà mà gặp được một em bé núng nính nhiều mỡ thì sẽ gặp may mắn. Tuy nhiên, điều tuyệt vời đó còn chưa thấy đâu mà gia chủ nhiều khi phải đau đầu, không biết phải chế biến con gà mới mua này làm sao cho ngon lành được. Nhưng em gà ở dưới đây chẳng hạn, trong người không có gì ngoài mỡ thì tự hỏi thịt ở đâu ra. Những chú gà béo như thế này vốn chẳng còn là chuyện quá xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi chúng xuất hiện vẫn khiến người xem phải tò mò, tự hỏi không biết gia chủ nuôi kiểu gì mà được béo tốt như thế. Tuy nhìn thích là vậy, nhưng em gà béo này cũng khiến người mổ phải vất vả lắm mới bóc được những tảng mỡ ra khỏi thân của nó đấy nha. Và điều đặc biệt hơn chính là những quả trứng lấy từ trong bụng gà ra cứ trong suốt như thạch, nhìn cực kỳ dễ thương. Cư dân mạng đã đùa rằng trông như vậy chẳng ai nỡ ăn, mà có khi cũng chẳng dám ăn vì gà nhiễm mỡ nặng quá, ăn vào thì ngon nhưng sợ rằng sẽ tăng cân vù vù mất. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút được rất nhiều người. Còn bạn, bạn thấy sao về em gà béo núng nính này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!